Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập đánh vần trong tiếng Việt nhé. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. A nhờ anh, hờ anh hanh huyền hành. Lờ a la sắc lá, hành lá. Cây hành lá, cây hành lá. A u au, r au rau. U ô ngờ uông, mờ uông muông sắc muống. Rau muống. Cây rau muống, cây rau muống. Á ngờ ăn, mờ ăn măng. Ở y ây, tờ ây tây. Măng tây. Cây măng tây, cây măng tây. O a i oai, khờ oai khoai. Sờ o so nặng sọ, khoai sọ. Củ khoai sọ, củ khoai sọ. Ơ tờ ớt, u ô ngờ uông. Chờ uông chuông, ớt chuông. Quả ớt chuông, quả ớt chuông. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!